The Sims, thương hiệu đình đám đến từ nhà EA, hẳn không còn là cái tên quá xa lạ với game thủ chúng ta. Được phát triển bởi đội ngũ Maxis, đứng đầu là Will Wright, bắt đầu với bản game đầu tiên là The Sims 2003. Qua gần 20 năm, tựa game giả lập thông bồn cầu này tới nay đã ra mắt được 4 phần, bán được gần 200 triệu bản, trở thành một trong những tựa game bán chạy nhất mọi thời đại. Trong The Sims, bạn sẽ hóa thân và điều khiển nhân vật ảo do chính bạn tạo ra, cho phép bạn làm những điều mà ngoài đời sẽ không bao giờ làm được, như là có một mối quan hệ và có một cái nhà, thỏa sức khám phá, trải nghiệm những sở thích, công việc mà bạn yêu thích, hay thậm chí là tiến xa hơn như là kết hôn và xây dựng tổ ấm mà bạn hằng ao ước với người bạn đời mà cho phép bạn chơi game hàng ngày. Và chỉ như vậy, The Sims đã làm mê mẩn biết bao thế hệ game thủ toàn thế giới. Đến với The Sims, họ tạm gác lại những bộn bề lo toan hàng ngày, trở về với những ước muốn, đam mê sơ khai thuở nhỏ, hay được thỏa thích phá cách với những cá tính độc đáo của riêng mỗi người. Quyền lựa chọn là ở chính bạn. Đó chính là điểm cốt lõi tạo ra sự cuốn hút kỳ lạ của The Sims, với một gameplay không hề có tính đối kháng, hơn thua khá là mới mẻ vào thời điểm ra mắt. The Sims đã mở ra một nhánh riêng biệt của thể loại game giả lập cuộc sống sau này. Nhưng tất nhiên là chúng ta ở đây không phải là để ca ngợi Maxis đã tạo ra một franchise lâu đời và tuyệt vời thế nào. Nó có thể và đã từng rất tuyệt vời trong quá khứ. Tuy nhiên, với bản game mới nhất của dòng game hiện tại, đó là The Sims phần 4, chúng ta có rất nhiều điều để nói về hậu bản này mà Maxis, nay đã được biết với cái tên EA Maxis, đã nhào nặn ra. Với 70 điểm Metascore nhưng đi kèm với con số 4,1 điểm User Score đỏ chót do người dùng đánh giá, biến đó trở thành phiên bản The Sims bị cộng đồng ghét bỏ nhất. Vì sao lại như thế? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong số chê game ngày hôm nay. Trước khi chúng ta tiến hành mổ xẻ và xỉ vả nó không thương tiếc, thì mình nghĩ là vẫn nên nói một tí ưu điểm của The Sims 4 trước, để cho các bạn đỡ nói mình là chủ quan nhá. Trên cương vị là di sản kế thừa của một trong những franchise game lâu đời và gặt hái được cực nhiều thành công trong quá khứ, The Sims 4 sở hữu cho mình một nền đồ họa hiện đại. Hệ thống catalog đồ đạc, trang trí và nội thất của các phiên bản trước vẫn được giữ nguyên, nay còn được bổ sung thêm về số lượng cũng như chất lượng hình ảnh. Môi trường 3D thì hoạt động khá là mượt trên nền engine do Maxis tự tay tạo nên. Các cử chỉ, tương tác của nhân vật vẫn giữ được những điểm cốt lõi thú vị của các bản game trước, nay đã được lập trình trên nền AI tiên tiến, khiến cho các Sims trở nên thông minh hơn. Nhân vật có thể chủ động đưa ra các quyết định, và bạn chỉ cần ngồi yên một chỗ, nhìn xem các nhân vật sẽ làm gì tiếp theo, như kiểu bạn là chúa trời của bọn nó vậy. Ngoài ra thì The Sims 4 cũng sở hữu cho mình một cộng đồng cực kỳ đông đảo, nhiệt tình hỗ trợ những người chơi mới, cùng với các bản mod cực kỳ đa dạng bởi cộng đồng modder duy trì sức sống cho tựa game. Bên cạnh đó là đội ngũ content creator năng động và sáng tạo, không ngừng cho ra mắt những video chất lượng ở YouTube, TikTok và cả trên Pornhub nữa. Đừng hỏi tại sao tôi lại tìm The Sims trên Pornhub. Nhìn chung thì The Sims 4 cung cấp cho người chơi và các streamer một nền tảng để vui chơi và sáng tạo. Nhưng ngoài các thế mạnh về đồ họa mà mình đã kể ở trên, điểm thú vị của The Sims 4 còn là... Hết rồi. Thế thôi. Đồ họa là cái duy nhất mà The Sims 4 sở hữu, hoặc ít nhất có thể kể ra để vớt vát. Còn lại thì tất cả những thứ khác về The Sims 4 nó đều vô cùng tệ hại. Vô cùng tệ hại. Đầu tiên chúng ta sẽ nói về gameplay cốt lõi của dòng game The Sims, đó chính là giả lập cuộc sống, Life Simulator. Nhưng mà đến với The Sims 4 thì cái giả lập cuộc sống nó được đưa lên một tầm cao mới, tại vì cái cuộc sống nó tạo ra nó rất là giả. Kiểu cái script mà tôi đang đọc nó còn ghi là cuộc sống nó rất là thiếu sức sống ấy. Kiểu nó tệ đến mức đấy. The Sims 4 có thể được tóm tắt đó là bạn sinh ra, lớn lên, kết hôn, sinh con, già đi, rồi con của bạn lại lớn lên, lặp đi, lặp lại. Ở thì về cơ bản nó là cuộc sống, nhưng mà nó không phải là một cuộc sống mà chúng ta muốn trải nghiệm trong một tựa game đáng lẽ ra phải vui nhộn và phá cách như là The Sims. Và sự nhàm chán ấy thì nó xuất phát từ rất nhiều nguyên nhân. Trong The Sims 4, khi tạo nhân vật, chúng ta sẽ được lựa chọn dựa theo một hệ thống traits, tức là đặc điểm ấy, và khát vọng của Sims, từ đó tạo nên nhân vật mang cá tính riêng của mỗi người. Nghe thì có vẻ hay ho, thế nhưng hệ thống này lại cực kỳ lười biếng và thiếu chiều sâu. Trong The Sims 3,
game cung cấp cho chúng ta tổng cộng 99 đặc điểm và khát vọng so với chỉ 72 của The Sims 4. Và cho chúng ta lựa chọn 5 đặc điểm ở đầu game và thêm 1 đặc điểm nữa sau khi Sims học xong ở trường và trở thành người lớn, tức là những hoạt động hoặc là môn học yêu thích của bạn sẽ trở thành cơ sở cho nghề nghiệp sau này. Nhưng lãnh đạo Maxis trong một giây phút thiên tài đã có một ý nghĩ rằng tại sao chúng ta không bê nguyên cái cơ chế cực kỳ logic ấy rồi bỏ nó vào thùng rác nhỉ? Tại vì trong The Sims 4 bạn chỉ có thể chọn 3 đặc điểm ở đầu game, khiến cho các Sims tạo ra nó đều na ná như nhau và không có gì khác biệt cả. Đấy là còn chưa nói đến tương tác giữa các Sims. Game cho ta khá nhiều lựa chọn hội thoại, nhưng kết quả mang lại thì nó không khác nhau là mấy. Mặt khác, khi mà bạn tán tỉnh một Sims khác thì ta chỉ việc spam cùng một câu thoại để đẩy nhanh cái thanh love lên cao nhất có thể. Và tùy trường hợp, bạn có thể kết hôn chỉ trong 5 phút chơi game ấy. Bạn tưởng tượng làm thế ở ngoài đời đi, trừ khi bạn có một cái thẻ platinum và câu thoại lặp đi lặp lại ấy là anh mua cho em cái này nhé, anh mua cho em cái này nhé, thì còn lâu cái việc kết hôn trong 5 phút mới có thể xảy ra. Thử so sánh với những game có tính năng hẹn hò khác nhé, ví dụ như là Stardew Valley hay là Harvest Moon chẳng hạn. Khi mà người chơi muốn tăng tình cảm và tiến tới hôn nhân với một nhân vật khác thì sẽ phải trải qua một chuỗi nhiệm vụ trong một khoảng thời gian dài. Điều này vừa giúp tăng trải nghiệm nhập vai cùng với độ chân thực của tựa game, lại khiến người chơi khi đạt được kết quả là kết hôn với nhân vật họ có tình cảm thì sẽ đem lại sự thỏa mãn rất là tích cực. Ngược lại, điều gì càng dễ dàng đạt được thì càng nhanh chóng gây ra sự nhàm chán. Với The Sims 4, bạn không cần phải là một game thủ chuyên nghiệp vẫn có thể speedrun làm đám cưới và đẻ con chỉ trong vòng dưới 20 phút. Trong 20 phút ấy, chúng mình hoàn toàn có thể đề xuất cho bạn một trò chơi còn thú vị hơn. Xin giới thiệu Unseen 4.0 của nhà phát triển LHM Studio. Trong tựa game này, bạn có thể làm những điều mà không một tựa game The Sims nào cho phép. Đó chính là ngửa tay xin lòng thương từ những người qua đường thông qua cơ chế chạm vào màn hình. Chạm càng nhiều thì số tiền xin được càng lớn. Với gần 50 thể loại người qua đường khác nhau, từ dân văn phòng, người già cả cho đến doanh nhân giàu có Racing Boy Bugatti các thứ, bạn có thể tha hồ thực hiện ước mơ đi xin tiền bằng cả 10 đầu ngón tay mà không sợ bị công an hay chính quyền hốt về phường vì tội gây rối mất trật tự công cộng. Game còn cho phép bạn lấy tiền ăn xin để đầu tư và nâng cấp lên những bộ trang phục, khiến cho người ta dễ rủ lòng thương hơn, từ đó bố thí cho bạn nhiều hơn, biến bạn từ ăn xin trở thành ăn xin chuyên nghiệp từ đôi bàn tay trắng. Còn nếu như bạn thấy mỏi tay thì đừng lo, vì game sẽ cho bạn sử dụng tính năng auto tap mỗi khi có đồ ăn. Đồ ăn thậm chí còn giúp bạn sử dụng để thu hút và biến chó mèo hoang thành thú cưng của bạn, giúp quá trình ăn xin được dễ dàng hơn, tại vì rõ ràng là con người yêu quý chó mèo hơn cả đồng loại của mình. Sắp tới thì game còn update thêm cả trò chơi kéo máy may rủi, mang đến thêm nhiều bất ngờ cho bạn nữa. Nghe có vẻ hơi kỳ, nhưng mà tựa game này còn hay hơn tất cả những gì mà The Sims phần 4 bày ra cho các bạn. Hệ thống cảm xúc và tương tác trong The Sims 4 cũng có vấn đề. Kiểu như khi mà một Sims ghét bạn vào ngày hôm nay thì hôm sau nó vẫn cứ tới nhà bạn chơi như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Trong game cũng có những sự kiện ảnh hưởng tới cảm xúc của Sims, như là khi có người thân mất chẳng hạn. Nhưng kỳ lạ là chỉ cần ăn món ăn yêu thích hoặc là thực hiện hoạt động yêu thích của mình thì cái cảm xúc buồn đó sẽ puff biến mất luôn, như chưa hề có cuộc chia ly. Rõ ràng đấy không phải là cách mà con người thể hiện cảm xúc ở ngoài đời, nên là nó khiến cho game có cảm giác như là bị thiếu chiều sâu. Một điểm nữa chính là con cái của Sims, khi mà chúng lớn lên thì thực sự không thấy có gì thay đổi cả. Không thấy có biểu hiện rõ ràng nào để chúng ta thấy được là nó đang lớn lên hay là đang phát triển về tính cách. Kiểu nó chỉ đơn giản giống như một con thú cưng đang to dần thôi ấy. Khi mà điều này lặp lại nhiều lần thì cảm giác nhàm chán chắc chắn sẽ tới. Bạn sẽ không muốn tiếp tục chơi nữa, bạn sẽ thoát game và không bao giờ bật lại. Tại vì chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, bạn đã chơi hết game rồi. Ngoài ra, The Sims 4 cũng thiếu đi những sự bất ngờ hay là các sự kiện đột ngột xảy ra trong game. Điều mà thực sự đã được làm rất tốt ở trong những game trước, và đội ngu Maxins lại kiểu "Tao thấy cái này hay đấy, cho nó vào thùng rác đi." Thế bây giờ bạn thích cái gì hơn? Được tặng một cái bánh sinh nhật, hay là được tặng một cái bánh sinh nhật và một anh chàng sáu múi sẽ bất ngờ xuất hiện và nhảy vũ điệu hoang dại như thế này? Rõ ràng bạn sẽ chọn nhảy khiêu gợi sáu múi rồi. Hay là những cái như là nhân vật sẽ đột ngột mắc phải những tai nạn, hoặc thậm chí là chết vì những nguyên nhân giời ơi đất hỡi. Không, nó không có nghĩa là mình thích nhìn nhân vật của mình chết, mình không bệnh hoạn. Nhưng chính những sự bất ngờ ấy mới là thứ làm nên sự thú vị của The Sims. Và các bạn thử đoán xem phiên bản nào không có những cái đấy nào.
Thực sự mình thắc mắc là tại sao EA không chú tâm tới các yếu tố đấy nữa, hình như là họ chỉ làm tiền ý, kiểu nghe khó tin nhỉ. Họ đã có thể khai thác những vấn đề xảy ra trong đời sống thực ý. Ví dụ như là nếu mức độ tình cảm vợ chồng xuống thấp thì có thể dẫn đến ngoại tình chẳng hạn. Hay là con cái vào độ tuổi dậy thì chúng sẽ có thái độ chống đối cha mẹ. Những yếu tố này tựu chung lại là một nhược điểm nữa của The Sims 4. Đó là thiếu drama. Và chắc chắn đây không phải là một đòi hỏi vô lý với một trò chơi mang tính hài hước qua nhiều phiên bản như là The Sims, vốn nổi tiếng với sự điên rồ và thú vị. Và sự thiếu sức sống của The Sims 4 còn được thể hiện qua một yếu tố nữa, đó chính là không có thế giới mở. Thế giới mở là chức năng có trong bản The Sims 3, nhưng qua The Sims 4 thì nó đã bị loại bỏ. Cơ bản thì nó cho phép người chơi di chuyển hoàn toàn tự do trong thành phố mà không bị ngăn cách bởi màn hình loading. Có thể ra công viên, tới nhà bạn bè, về vùng ngoại ô tùy thích theo thời gian thực. Nghe thì nó có vẻ đơn giản, chỉ là một chức năng giúp game không cần loading là mất thời gian. Nhưng mà không. Để mình giải thích tại sao việc EA loại bỏ chức năng này lại là một sai lầm cực kỳ nghiêm trọng. Đó là bởi vì khi giữ thành phố cho một thể thống nhất thì cắt giảm thời gian loading chỉ là vấn đề thứ yếu. Quan trọng nhất đó là chúng ta nhìn thấy được sự phát triển của thành phố, được nhìn thấy cư dân trong thành phố thực sự hoạt động, mọi người cùng sinh hoạt, vui chơi, làm việc, bạn bè từ nhà họ qua thăm nhà ta, và ta thấy họ thực sự là đang sống, đang tồn tại song song với nhân vật của chúng ta. Bởi vì lẽ đó, khi mà không còn thế giới mở, chúng ta ngay lập tức bị tách biệt với thế giới bên ngoài. Vì ngoài nhà của chúng ta ra, trên lô đất, chẳng có cái gì cả. Ngoại trừ những người thỉnh thoảng chạy bộ trên đường, không xe cộ, không hàng xóm, không cửa hàng. Hoặc là The Sims 4 đang tiên đoán về một tương lai chúng ta sẽ phải giãn cách xã hội. Hoặc là chỉ đơn giản, game nó bị thiết kế tệ. Cái bối cảnh của game bị thiếu liên kết và thiếu nhất quán, bạn như là Robinson bị lạc trên đảo hoang vậy. Thế thì đây có thực sự là một giả lập cuộc sống hay là không? Và việc này càng là vấn đề lớn với một tựa game không có hồi kết để tập trung vào quá trình khám phá và tận hưởng cuộc sống như The Sims, thì việc thế giới được tạo nên một cách thiếu sức sống như vậy có thể được coi là một thất bại hoàn toàn. Những điểm tệ hại về lối kể chuyện và xây dựng thế giới ở trên dẫn ta đến một đặc điểm nữa biến The Sims 4 thành một trải nghiệm thực sự nhàm chán và rẻ tiền. Đó chính là sự thiếu thử thách và thiếu mục đích cụ thể. Thông thường trong một tựa game, nó sẽ cho ta một mục tiêu, một đích đến để chúng ta hướng đến nó. Nhưng với những game kiểu sandbox hay là game dạng giả lập thì sẽ hơi khác một chút. Nó có thể có hoặc là không cần một cốt truyện và đích đến cụ thể. Nhưng bù lại, nó sẽ chú trọng vào trải nghiệm của người chơi, hướng tới một quá trình dài mà trong đó người chơi sẽ tiến hành tương tác với những thứ mà game có, thực hiện các hành động nhỏ mà đôi khi chẳng cần mục đích rõ ràng nào cả. Lấy ví dụ như trong Stardew Valley, bạn sẽ được thoải mái trồng trọt, chăn nuôi và xây dựng trên mảnh đất của mình, kiếm thu nhập, rồi từ đó lại tiếp tục trồng trọt cây trồng, xây chuồng, mở ra những vật nuôi mới, xen kẽ quá trình đó là đi dungeon đánh quái, hay là kết bạn, tán tỉnh dân làng, và người chơi sẽ thực sự được tận hưởng quá trình đó. Hay là thôi không lấy game khác nữa nhá, lấy luôn trong series The Sims 3. Nó cung cấp cho người chơi hệ thống wishes, tức là ước muốn của Sims, để luôn có một mục đích, giúp người chơi luôn có mục tiêu để hướng đến. Ngoài ra nó còn cho phép người chơi đi sâu vào quá trình làm việc của các Sims, tùy chọn cách làm việc như là làm một cách chăm chỉ hơn, lười biếng hay là kiếm chuyện luôn với sếp của mình. Những chi tiết nhỏ như vậy vừa tăng tính chân thực lại đem đến chiều sâu cho game. Giờ nhìn lại The Sims 4 xem là nó có gì nào. Từ việc cắt bỏ luôn những tùy chỉnh trong quá trình làm việc, hệ thống wishes nay được thay thế bằng hệ thống whims, được xuất hiện trong suốt quá trình chơi. Các whims sẽ nêu ra những mong muốn của Sims, và khi hoàn thành nó thì bạn sẽ được những điểm hài lòng. Nhưng mà thường nó sẽ chỉ là những mong muốn ngắn hạn và không khó để đạt được, nên là chẳng mấy ai chăm chỉ click vào whims xem nó có những yêu cầu gì để mà thực hiện. Nhất là khi nó còn nằm ở một cái góc bé xíu xíu tít dưới màn hình như thế này. Nó như kiểu là game đang ngụ ý rằng chúng ta sẽ không bao giờ thực hiện được ước mơ của mình ý. Ờ thì game cũng cho bạn một hệ thống kỹ năng khi bạn liên tục làm một việc gì đó như là chơi đàn hoặc là vẽ tranh thì sẽ tăng độ thông thạo, thực hiện theo các nhiệm vụ để lên cấp kỹ năng và tới một lúc nào đó thì bạn sẽ kiếm tiền từ nó. Tuy nhiên hệ thống skill này sẽ chỉ dừng lại ở level 10 và sau đó không có sau đó nữa, hết rồi. Và lại một lần nữa, The Sims 3 cũng có một cơ chế tương tự, nhưng mà nó lại làm tốt hơn. Khi mà người chơi đạt được level 10 ở một kỹ năng ấy thì skill journal nó sẽ mở ra cùng với những thử thách và nhiệm vụ mới để người chơi thỏa sức thực hiện và tiếp tục mài giũa kỹ năng của mình, biến người chơi từ tay mơ thành luôn một chuyên gia lĩnh vực họ yêu thích
để có thể kiếm được bộn tiền từ nó. Mặc dù điều này sẽ tốn hàng chục tiếng của người chơi, nhưng mà họ vẫn vui vẻ chấp nhận nó, tại vì nó có lý. Còn một vấn đề nữa còn đáng nói trong The Sims 4, đó là tiền tệ, khi mà nó thực sự không quan trọng đến mức đấy. Trái với The Sims 3, nơi bạn có thể dùng tiền để mua siêu xe ngổ lòi hay là mở cơ sở kinh doanh và trang trí chúng theo ý thích, The Sims 4 thì bạn có khá ít thứ có thể tiêu ngoài những thứ cơ bản như là đồ đạc trong nhà hay là vật trang trí xung quanh, cho nên là nó rất giảm sự hứng thú và động lực của người chơi, kiểu như là bạn có rất nhiều tiền nhưng mà bị giới hạn là chỉ được mua những cái này, cái này, cái này thôi ấy. Nó sẽ khiến cho người chơi bắt đầu tự hỏi kiếm tiền để làm gì, và sẽ bắt đầu đi tắt bằng cách sử dụng câu thần chú Motherload. Xem đến đây thì chắc hẳn các bạn đang suy nghĩ, hả, hình như còn thiếu một cái gì đấy. Một cái gì đấy mà khi nói đến The Sims 4 thì mình phải nói đến. Đúng, nó là... Để có thể xem tiếp nội dung này, các bạn hãy mua DLC của video được đặt ở dưới phần mô tả. Được rồi, mình đùa. Nhưng mà chúng ta sẽ nói về DLC. Bạn có biết là đến bây giờ EA vẫn cho ra DLC một cách rất là đều đặn không? Đều như cách bạn tạch chuỗi liên minh vậy. Kiểu cứ mở Steam page ra rồi nhìn phần DLC của The Sims 4 đi. Nó dài đến mức mà có thể trở thành chủ đề của bài thi môn văn trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia ấy. DLC của The Sims 4 là một vấn đề cực kỳ nhức nhối với cộng đồng The Sims nói riêng và game thủ nói chung. Nó không chỉ thể hiện sự đi xuống rõ rệt của franchise này, mà còn làm lộ rõ bản mặt tham lam của gã chọc phú EA. Mọi thứ mà đáng lẽ ra phải cơ bản trong The Sims 4 đều bị cắt ra để bán làm DLC. Từ nghề nghiệp, spa, nhà hàng, học đại học, hoặc thậm chí là nội thất, chó mèo, đến cả kết hôn và thời tiết. Kiểu bạn tưởng tượng bạn đi bán thời tiết đi. Để rồi còn lại bản game gốc của The Sims 4 chỉ là một thứ thiếu hoàn chỉnh và nhàm chán đến lố bịch, như là bạn đi mua một phần hamburger bò phô mai và nó chỉ cho bạn hai nửa cái bánh mì vậy. Và hai nửa cái bánh mì đấy có giá là 500.000 đồng. Ê, không phải là chiêu trò kinh doanh, đây là lừa đảo. Khi mà bạn chấp nhận việc các tính năng đáng lẽ ra rõ ràng một cách hiển nhiên là phải có trong bản game gốc, thì nó lại bị cắt xén ra trở thành bản mở rộng với mỗi bản có giá tương đương hoặc là đắt hơn cả game gốc. Chúng ta đã nói quá nhiều về EA và sự bóc lột trắng trợn của nó rồi, nhưng mà con quỷ cũng có linh hồn đúng không? Ý ra cái DLC này cũng có tí gì đấy hay đúng không? Không. Với Dream Home Decorate, nó đơn giản chỉ là thêm những vật dụng mà đáng lẽ ra phải có trong game gốc. Thú cưng trong Cats and Dogs thì gần như chỉ là đồ trang trí không hơn, vì bạn thực sự không thể tương tác với chúng. Dine Out thì mọi chuyện còn tồi tệ hơn, khi đây chỉ là một bản game không hoàn chỉnh. Nó cho phép người chơi đi ăn nhà hàng, nhưng mà những lỗi ngớ ngẩn thì cứ xảy ra liên tục. Từ việc bồi bàn sẽ vứt bừa thức ăn ở trên sàn, hay là khách hàng ăn xong sẽ đi thẳng ra rửa bát hộ nhân viên luôn. Và nhiều khi order sẽ mất tận 5 đến 6 tiếng vẫn chưa thấy đồ ăn đâu. Và đến với My Wedding Story thì nó là một mớ hỗn độn thực sự mà EA đã đập thẳng vào mắt người chơi. Thật là xui xẻo cho những ai đã lỡ bỏ ra $20 cho cái mớ rác này. Không thể tin được. Và khỏi phải nói thì cộng đồng The Sims đã phản ứng gay gắt như thế nào trước sự thụt lùi của The Sims 4, cũng như những động thái không thể nào chấp nhận được từ EA. Thế nhưng tất cả những gì EA làm là giả điếc, bán DLC, lại giả điếc, tiếp tục bán DLC, bỏ ngoài tai tất cả những lời phàn nàn từ phía những người dùng của họ. EA cũng ăn không ít phút từ những động thái kinh doanh bên ngoài game. Khi sát tới ngày ra mắt của DLC Wedding Story, họ đột ngột thông báo rằng bản game này sẽ không phát hành ở Nga. Lý do là trong bản mở rộng có chứa nội dung về kết hôn đồng tính nữ, và đưa ra lời giải thích rằng đây là sự đối phó với các đạo luật chống LGBT ở Nga. Dù cho các bản game trước đây có chứa yếu tố LGBT thì vẫn được phát hành và đón nhận một cách hoàn toàn bình thường ở Nga. Phía chính quyền Nga thì cũng chả có động thái gì để ngăn cản những tựa game này cả, vì sẵn bản game gốc của The Sims 4 đã chứa các yếu tố về LGBT rồi. Mặt khác, đạo luật chống tuyên truyền LGBT ở Nga chỉ đặc biệt dành cho những người dưới 18 tuổi. Nhưng The Sims 4 là một trò chơi được dán nhãn 18+, nên là chẳng biết EA dựa vào căn cứ gì mà cho rằng DLC này nên bị cấm ở Nga nữa. Và vì tựa game như The Sims vẫn được coi là chốn an toàn cho cộng đồng LGBT, nên là người chơi ngay lập tức phàn nàn về quyết định này, gửi thư yêu cầu cho EA sử dụng hashtag Wedding for Russia. Nhưng những gì họ nhận được vẫn là sự im bặt.
Chỉ khi một YouTuber nổi tiếng, đồng thời là thành viên trong mạng lưới EA Creator Network là Plumbella lên tiếng, thì EA mới lòi cái bản mặt ra để phản hồi và thông báo rằng sẽ phát hành bản game này cho thị trường Nga, với lời giải thích rằng chúng tôi nhận ra là mình có thể làm được nhiều thứ hơn. Vậy là cuối cùng cái DLC này đã được ra mắt ở Nga. Không biết đấy là may mắn hay xui xẻo nữa, tại vì nó dở vãi cả. Một vấn đề khác cũng khiến cho một bộ phận người dùng khó chịu là The Sims 4 ra đời mà không hề có Will Color để chọn màu da tùy thích cho nhân vật. Họ chỉ cung cấp 35 màu da cơ bản, nhưng đơn giản như vậy là không đủ cho sự đa dạng màu da của nhiều quốc gia khác nhau. Và cái vấn đề là đây, các tùy chỉnh về trang điểm trên các nhân vật có màu da tối, nhìn nó rất là xấu. Trong The Sims 4, thậm chí một con chó cũng có thể tùy thích điều chỉnh và thay đổi màu da của chúng. Nhưng mà con người á, không không. Một lần nữa, chỉ khi Plumbella lên video về vấn đề này thì EA mới có những bản cập nhật để khắc phục. Mất tới gần 6 năm để người chơi năn nỉ và cầu xin EA chỉ cho một chức năng đơn giản như thế này, nhưng mà cũng chẳng hoàn toàn giải quyết được vấn đề gì cả. Điều này dẫn tới những hoài nghi rằng phải chăng EA thực sự chỉ quan tâm đến ý kiến của những người có sức ảnh hưởng, hay nói cách khác là họ chỉ sợ những ảnh hưởng tiêu cực từ các celebrity sẽ làm ảnh hưởng tới doanh thu của họ. Chỉ vậy thôi. Còn ngoài ra thì họ sẵn sàng bỏ ngoài tai mọi ý kiến của cộng đồng game thủ bình thường như chúng ta. Trong hoàn cảnh hiện tại, khi mà gần như không có sự thay thế nào trong thể loại game như là Sims, thì EA dường như đang lên mặt và không coi ai ra gì cả. Họ chỉ chăm chăm vào kiếm tiền, chật chinh, chứ chẳng mảy may suy nghĩ gì về cảm nhận cũng như trải nghiệm của người chơi cả. Đây thực sự là một điều không chấp nhận được. Vì chính chúng ta, người chơi, mới là những người mua con game đấy, tạo ra lợi nhuận cho họ và nuôi sống họ cơ mà. Nhưng mà rất có thể điều này sẽ không còn kéo dài lâu nữa với những làn gió mới của thể loại Life Simulator, và cụ thể là chính sự xuất hiện của Paralives. Đây là một tựa game indie sắp ra mắt cực kỳ hứa hẹn, đến từ đội ngũ sản xuất chỉ gồm 8 người. Thế nhưng hiện tại, trên kênh YouTube của tựa game này đã đạt tới 300.000 sub chỉ từ việc đăng các đoạn gameplay và trailer cho game. Với nền đồ họa chân thực bắt mắt, cùng gameplay được chăm chút vô cùng tỉ mỉ, thể hiện tâm huyết và sức sáng tạo của đội ngũ sản xuất đồ vào nó, đây có thể chính là đối trọng với The Sims trong tương lai. Hoặc thậm chí, nếu như EA không làm gì cả, thì Paralives chính là tương lai của The Sims. Nên là biết đâu, với sự xuất hiện của những tựa game như thế này, EA sẽ phải xem lại cách sản xuất và điều hành của mình với The Sims nếu như không muốn chính những fan ruột của series này quay lưng. Chung quy lại, The Sims 4 có rất nhiều vấn đề, mà đấy là mình còn chưa kể hết trong video ấy, từ những lỗi nhỏ trong quá trình xây dựng nhà cửa nhá, hiện tượng giật lag nhá, bug glitch nhá, load game chậm nhá, tối ưu cực kỳ tệ hại nhá, điều khiển trên các hệ máy console cũng rất là tệ nhá. Nên là để kết luận lại thì The Sims 4 là một tựa game thiếu hoàn thiện, với đầy rẫy những vấn đề. Có thể coi phần 4 này là một hậu bản cải lùi và downgrade cực kỳ tệ hại nếu so với những đàn anh đi trước nó là The Sims 2 hay là The Sims 3. Nó hoàn toàn không đáng để bạn bỏ tiền ra sở hữu, trừ khi trong các đợt giảm giá, nhưng chỉ sở hữu một mình base game thì trải nghiệm của bạn sẽ rất là nhàm chán và chẳng thể đi đến đâu được. Do đó, chỉ riêng với The Sims 4, nếu như các bạn muốn có một trải nghiệm đầy đủ, tức là cả base game, cả DLC, coi như là một bước làm quen về thể loại Life Simulator trước khi Paralives cực kỳ triển vọng sắp ra mắt, thì bạn có thể lên mạng đào... các bạn hiểu ý mình mà. Tới giờ tuyên án. Từ những lập luận đã nêu ra ở trên, theo thang điểm mới của Fair Game, mình xin chấm điểm cho The Sims 4 là rất chê. Ok, xong rồi. Hẹn gặp các bạn ở video sau nhá. Ok, xin chào, bye bye, vĩnh biệt.